Happy Life xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng có mặt ở đây để trao đổi, thảo luận với nhau về những chủ đề liên quan đến đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Và chủ đề ngày hôm nay Happy Life muốn gửi đến các bạn là những kỹ năng bạn cần sở hữu để phát triển sự nghiệp trước tuổi 30. Vậy những kỹ năng đó là gì và tại sao chúng ta cần phải sở hữu nó? Hãy cùng Happy Life tìm hiểu ở video ngày hôm nay nhé. Tinh thần phản biện. Ở các nước phát triển, tinh thần phản biện luôn được đánh giá cao. Nếu bạn quen suy nghĩ rằng phản biện là đi ngược lại với số đông, biểu hiện của sự không hài lòng, có ý phản kháng và dẫn đến tâm lý ngại đưa ra quan điểm của riêng mình, thì bạn nên cân nhắc lại. Trong công việc, lối tư duy đó sẽ ảnh hưởng tới sức sáng tạo của bạn. Trên thực tế, không dám tư duy phản biện để tìm ra lỗi sai và khắc phục, luôn mặc định điều người khác nói là đúng, đó không phải là phẩm chất của một nhà quản lý giỏi. Nếu bạn muốn thực sự thành công, bạn cần rèn luyện lối tư duy phản biện. Hãy bắt đầu tập thói quen đặt những câu hỏi chẳng hạn như: vì sao lại như vậy? Có cách tiếp cận nào thay thế cho cách tiếp cận này hay không? Người ta lập luận như vậy dựa trên góc nhìn nào? Nếu nhìn theo khía cạnh khác thì nó có còn như vậy hay không? Điều mà người này nói đã chính xác hay chưa? Đã thỏa đáng hay chưa? Còn chỗ nào chưa hợp lý? Hay có chỗ nào cần cải thiện hay không? Thậm chí có những câu hỏi điên rồ kiểu như: vì sao A lại phải là A mà A không phải là B? Có khi lại là khởi nguồn của những sáng kiến vĩ đại. Vì thế, hãy không ngừng rèn luyện cho mình cách tư duy phản biện để có thể thành công hơn trong tương lai và không ngừng mơ ước về những điều vĩ đại bạn nhé. Kỹ năng thích nghi. Xã hội luôn luôn thay đổi và kỹ năng thích nghi chính là kỹ năng mềm trong cuộc sống mà ai cũng cần phải có. Khi đi học, nếu không nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, với thầy cô, bạn bè, bạn sẽ không thể suôn sẻ mà nhận tấm bằng tốt nghiệp. Khi đi làm, nếu không mau chóng nắm bắt công việc, làm quen với đồng nghiệp, quản lý và môi trường mới, bạn sẽ không thể là một nhân viên nổi trội. Khi là một nhà kinh doanh, nếu không thích nghi với sự thay đổi của thị trường, công nghệ số và các hình thức bán hàng kiểu mới, bạn sẽ chẳng mấy chốc đi đến bờ vực phá sản. Khi ra nước ngoài, nếu không thích nghi với nền văn hóa mới, bạn sẽ sớm co mình lại trong cái vỏ bọc của nền văn hóa nơi mình tới mà chẳng thể mở lòng, học hỏi hay trải nghiệm được gì mấy. Vì vậy, hãy học khả năng thích nghi với sự thay đổi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hãy luôn ở trong tâm thế sẵn sàng ứng biến với một môi trường mới. Hãy luôn làm mới bản thân và trau dồi các kỹ năng mềm để không bị sốc trong những môi trường lạ. Học cách kết bạn. Cách để giao tiếp kết nối với những người có cá tính khác nhau hay thậm chí đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Và cuối cùng, hãy mở lòng và đón nhận những sự thay đổi như một phần tất yếu của cuộc sống để giúp bạn trưởng thành hơn. Kỹ năng quản lý tài chính. Ở trường đại học, thậm chí là các trường dạy kinh tế, bạn sẽ không được học về quản lý tài chính cá nhân, dù đây là kỹ năng mềm trong cuộc sống mà ai cũng cần phải có. 30 tuổi là thời điểm bạn nên bắt đầu nghĩ tới việc tiết kiệm, tích lũy cho những kế hoạch sau này. Học cách tiêu tiền trước khi học cách kiếm tiền. Ngay cả khi bạn chưa đạt được những thành công để có mức lương trong mơ, thì với khả năng quản lý tài chính tốt nhất thì bạn vẫn có thể chi tiêu hợp lý. Việc cẩu thả trong tiền bạc không chỉ dẫn đến lãng phí, thiếu trước hụt sau mà còn chứng tỏ bản thân bạn là một người không có óc tổ chức, thiếu kỷ luật. Hãy học cách quản lý tài chính cá nhân từ hôm nay. Bạn có thể đọc các đầu sách hướng dẫn hoặc tham gia các khóa học về quản lý tài chính. Và điều quan trọng nhất là việc áp dụng chúng vào chi tiêu hàng ngày, cách tiết kiệm và tái đầu tư dù những khoản rất nhỏ. Bắt đầu với thói quen ghi chép chi tiêu hàng ngày. Mỗi tháng dành thêm thời gian để suy xét xem những khoản chi tiêu nào bất hợp lý để hạn chế sẽ giúp bạn tiết kiệm được kha khá tiền. Sẽ có rất nhiều lời khuyên bạn nên làm để tăng thêm thu nhập, nhưng bạn nên cân nhắc lại điều này. 8 tiếng tại công sở đã khiến bạn đủ mệt mỏi. Việc làm thêm đôi khi sẽ làm cho bạn phải phân tâm và bỏ bê sự nghiệp chính. Thay vào đó, bạn nên tập trung phát triển công việc của mình để nâng cao khả năng tài chính. Thật khó để bạn phát triển nếu thiếu đi tư duy sáng tạo. Những người thành công vượt bậc là những người dám nghĩ khác và không ngừng tìm ra cái mới. Tư duy sáng tạo không phải là tạo áp lực buộc bạn phải tạo nên những phát kiến mới. Nó đơn giản chỉ là nghĩ khác đi, đưa ra những đề xuất cải tiến trong công việc. Khi nhìn nhận mọi thứ từ nhiều góc độ khác nhau, những kết quả bạn đạt được cũng ấn tượng hơn.
Đừng cho rằng sáng tạo là năng khiếu và bạn sẽ chẳng thể nào học được, bởi kỹ năng mềm trong cuộc sống này có thể mài dũa. Và mỗi điều bạn nghĩ, mỗi điều bạn làm, hãy bóp méo chúng theo một góc nhìn khác. Đừng mãi bó buộc bản thân vào một vòng lặp nhàm chán. Cũng giống như các kỹ năng khác, khả năng sáng tạo cần được rèn luyện qua thời gian. Quan trọng là bạn đừng xem nhẹ vai trò của nó đối với sự thành công trong tương lai. Kỹ năng từ chối. 30 tuổi là khi bạn đã biết khẳng định quan điểm cá nhân của mình và quyết đoán khi nói một lời từ chối. Hãy nói không với những lời mời mọc, vui chơi vô bổ, vì tuổi trẻ là thời gian để nỗ lực, và những lời nhờ vả nếu không phải là trường hợp bất khả kháng, hãy học cách nói không. Bạn cần chấp nhận thời gian của bản thân là hữu hạn và bạn phải biết phân bổ nó cho những việc ưu tiên. Đến đây thì video của ngày hôm nay xin được phép khép lại. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, chọn vào nút chuông thông báo, cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.